Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng ngày 21 tháng 7, ông Đoàn Bình Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn An Phú làm trưởng đoàn công tác, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn đến thăm và tặng quà 9 gia đình chính sách tiêu biểu khó khăn trên địa bàn khóm An Thịnh. Tại mỗi nơi đến, ông Đoàn Bình Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của các gia đình chính sách, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Đảng ủy thị trấn An Phú mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tặng mỗi gia đình chính sách một phần quà 500.000 đồng gồm 200.000 đồng tiền mặt, đường, sữa và bánh ngọt từ nguồn ngân sách địa phương. Cùng ngày, đoàn công tác của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn đến thăm và tặng quà 18 gia đình chính sách tiêu biểu khó khăn ở khóm An Hưng và An Thịnh.